chỗ người ta ngồi, cái đi lại đó nó đứng nó ngồi. Ủa ta ngồi, không có gì đâu, đi hả? Chỗ này á hả? Chỗ nó đi xíu, đi ngồi đầu, đây nè. Nè. Để bển đi quên. Vô à các bác. Ướt rồi, lấy ướt đây coi. Bỏ nó đi mà làm cái cặc gì vậy? Mới làm mày mới từng mấy nít ra hồ thanh trạch, hồ thanh khảo. Hồ thanh trạch. Đâu. Hồ này hồ thanh trạch hơn đã. Ê, Philip, Philip. Vì hai cái đứa bằng nhau. Hai cái đứa bằng nhau. Quay nhau. Ở đâu ngoài đi, đó không đổ ngoài đi. Đây những lầy. Những lầy. Này nằm ở số chút. Số chịch chứ số chút chà. Số chịch. Bạn lầy không à, chứ không phải anh nào tỉnh đâu. Bạn vô đây đụng. Vô đi anh em ơi. Vô đây đụng má lùm ló gì từ lưa vô dưới vậy nè. Á bao gì buông bỏ lưa luôn. Đụng. Á mì rót ra bỏ tùm lum. Vô. Vô mấy cây ra ngoài coi tắm. Giải nhiệt mùa hè. Bị đâu. Mày bỏ thì tao uống. Đúng mày lỗ đáng chịu. Bánh mì mẹ ly em đâu. Bánh mì nó chiên gì tao ăn. Giờ là mẹ nó bỏ mày đụng má uống biết lót cho nó. Ly em đâu. Mày mua mấy cái gì? Ly mày đâu? Mày uống thôi bia đi. Mày thôi mày uống đá kia mà. Uống gì lâu rồi. Chứ phải rót em chứ. Đá nữa mày chìm dưới. Vô đi anh em ơi. Vô. Đéo ai mà biết mẹ ở đâu luôn á. Cần báo chí. Dịu quá. Đang lên phim. Anh Trang nè. Có ông Quang là ông Trầm mà. Được, ông này được. Ông này đi uống với ôm với ổng là bảo đảm chắc cú. Không bao giờ ổng nói vợ mình biết. Thì chút xíu mình ghé luôn đi. Thì đuổi trái. Vô. Bạn tới luôn kìa. Phải nói chứ. Bà kia cái đậu má. Cái kia quýnh mẹp với mỏ đậu này mẹ. Chù dù. Thôi đi. Ninh. Mày giết nhưng lớn nhỏ không tha mày. Nè. Bia. Má rót cái này hào dữ vậy. Rồi mấy bà ngoại cũng có xin đi ghê với em. Ừ bà ngoại nha. Đâu. Mẹ rót đỏ mà không hao, cũng mẹ đó. Em ngồi đây sao hơn quần em được. Rót giùm cái. Má bây giờ đem mình đi lên rót đỡ hao bia. Má này cũng nhỏ quá tháng nằm chơi. Uống bia mà sợ hao bia. Mày uống trước sau nó cũng hết rồi mày sao. Rót vô. Chứ phải là đụng. Uống bia mà sợ hao bia đụng quá. Không lẽ mày đừng uống ngồi mày nhìn được không. Má bủ đưa lên phút tao là mất mặt tao rồi. Chửi. Má dễ đăng nữa. Bữa nay giờ tao đăng nữa rồi. Má bữa mình đang uống sao dễ đăng lên đụng. Cắn này giữ má nó trúng chửi. Trời cười đi. Má nó nóng. Tại ai vui mà đăng lên kêu má vô đi cái quỷ này gấp dữ quá vô lẹ có lẽ rót bia uống vô uống vô nè uống cái gì rồi mày ở đây suối ở đây nó nhỏ nhất mới kêu thằng chó chó nó để rót bia đâu mà nó rót bia luôn. Nghe lâu tao mới lên chơi nguyên thùng Tiger luôn nè mẹ đi má mình xèo màu xanh mình ăn màu ngon. Ồ, thiếu màu à thiếu màu cho bịch anh ơi. Không nói chuyện đúng không nối bự giờ làm gì mà vô trúng cây không biết nữa có giờ chứ làm gì con mẹ mà tao đang uống đúng má. Nói nghe, mình đây ở dưới nó không có bán cái thước. Mình lên đây mình mua cái thước. Trời nhiều. Cái tối là đậu má nói. Ủa ông đi mua thước, ông đi đo đường hả? Đậu gãy mẹ nó thôi. Tao đi về luôn. Mấy mày đi nhậu đi. Sao mày chạy lên tới cái ba cây nhang luôn. Nhậu nè. Bỏ cái chuyện đó quỷ ma. Đậu má nóng. Vô đi. Trời. Giá trời heo đẻ ra heo á. Mẹ có con mèo mà thả bắt tới tới. Tình đẻ giống tiễn cái heo. Chiếc mèo xuống anh. Chiếc mèo xuống. Thánh không. Nè trời heo đẻ ra heo á. Quá. Chắc là gì vậy? Lên trên qua khỏi khu vực hồ thanh thở nha các bạn lên trên cao.
số 2, số 3 mới